để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội đầu năm 2023. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng tránh và xử lý khi không may hỏa hoạn xảy ra. Cụ thể, Cục Cảnh sát Phòng cháy khuyến cáo các hộ gia đình cần bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ. Trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc, nước chữa cháy và biết cách sử dụng những phương tiện này. Chuẩn bị các phương án thoát nạn và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình cùng biết. Cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như bóng điện tròn, bàn là, bếp điện, thiết bị sưởi ấm. Các gia đình không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Khi xảy ra cháy, người dân phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh, nhanh chóng ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, đồng thời gọi ngay số điện thoại 114 báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, đồng thời tích cực tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn.